Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2022, thì chúng ta hôm nay đã bước vào là thứ hai và ngày đầu tuần rồi. Thì mọi người thấy hôm qua là ngày chủ nhật thì biên độ dao động của VNC thì cũng khá là buồn chán đúng không? Thậm chí mình thấy là còn thấp hơn so với lại những ngày trước nữa. Thì khi mà VNC sideways ha, thì đó sẽ là những thời điểm để cho những cái đồng low cap hoặc mid cap có những cái sự tăng trưởng ha. Và thời gian qua thì khi BTC có những sự điều chỉnh lớn thì đương nhiên là thị trường altcoin cũng sẽ có những sự điều chỉnh lớn rồi. Và mọi người thấy thì những cái đồng mà ví dụ như một số đồng top coin mà nó giảm lên đến là khoảng tầm là 20, thậm chí là đến 30% ha. Nếu mà những đồng top coin giảm nhiều như vậy thì đương nhiên là những cái đồng dạng như low cap của Bitcoin còn sẽ có những sự điều chỉnh rất là lớn. Còn trong thời gian qua thì cũng khá là lâu rồi thì mình cũng không có xem là cái chỉ số tham lam và sợ hãi của thị trường crypto. Thì cái chỉ số tham lam sợ hãi này thì đầu tiên là bắt đầu ở bên thị trường stock ha, là chứng khoán, và sau đó thì người ta mới là khi mà thị trường crypto mà khai sinh ra thì ở mãi dần về sau này thì họ mới là đưa cái chỉ số tham lam và sợ hãi vào thị trường về crypto ha. Thì cái chỉ số tham lam và sợ hãi này thì cái thang điểm á, được tính toán dựa trên rất là nhiều những cái thông số của thị trường, ví dụ như là cái tâm lý thị trường ha, cũng như là mức biến động giá cả của thị trường. Còn hiện tại thì ở thời gian hiện tại thì chúng ta đang trong cái vùng là extreme fear, là cái vùng sợ hãi là tột độ của thị trường. Thì ở những thời gian trước khi mà BC ở cũng ở trong cái mức khoảng là từ 24 đến 23 ha, đến 25.000, thì lúc đó thì cái tâm lý thị trường của chúng ta thì ở trong cái vùng là sợ hãi ha. Sợ hãi là nó khả quan hơn so với lại cái vùng là sợ hãi tột độ hiện tại của thị trường ha. Và ở những thời điểm đó thì mọi người thấy cái thang điểm của nó thì lên đến khoảng tầm là bốn mấy điểm mà, nhưng mà hiện tại thì cái thang điểm này chỉ còn khoảng tầm là hơn 20 điểm thôi, là 23 điểm thôi. Có nghĩa là cái vùng sợ hãi tột độ, cái vùng sợ hãi của thị trường ha, thì nó đã giảm rất là nhiều lần rồi so với lại những khoảng thời gian trước. Thì hôm qua mọi người thấy thì cái biên độ dao động của BTC cũng không có nhiều những cái sự điều chỉnh, không có nhiều cả những cái sự thay đổi lớn ha. Thì cái số tiền phải thanh lý trong vòng 24 giờ cái ngày hôm qua chỉ ở mức khoảng là 62 triệu đô thôi, là một con số rất là nhỏ ha. Thì những cái con số mà những cái ngày bình thường thì mình thấy là nó cũng ở mức khoảng tầm là 200 triệu đô la ha, là mình thấy là ở trung bình. Nhưng mà ngày hôm qua mọi người thấy thì cái số tiền thanh lý của nó rất là ít ha, ít hơn rất là nhiều so với những ngày trước, thì chỉ ở khoảng là 62 triệu la thôi. Còn ở trong những thời gian qua thì mọi người thấy thì có những sự thay đổi rất là rõ rệt ha. Thì hiện tại thì ở thời gian qua thì Ethereum là một đồng coin có cái số lượng tiền bị thanh lý là mình thấy là rất là nhiều những thời điểm mà thì nó đứng ở vị trí đầu tiên, là cái số lượng tiền bị thanh lý của nó thậm chí là lớn hơn cả so với lại cái số lượng tiền bị thanh lý của BTC ha. Từ khi mà cái thông tin của bên cái bản cập nhật gần nhất của Ethereum thì sự chú ý của thị trường thì đổ dồn về cho Ethereum. Đương nhiên là BTC vẫn là king, vẫn là vua của thị trường ha, vẫn là sẽ là một đồng có cái sự ảnh hưởng lớn của thị trường. Nhưng mà thời gian qua thì mọi người thấy thì cái volume dịch của Ethereum nó tăng lên ha, và những người tham gia dịch thì họ tham gia long short thì họ thích, rất thích là tham gia long short vào cái đồng Ethereum này, nên thời gian qua là số lượng tiền bị thanh lý của Ethereum thì nó luôn đứng ở vị trí top 1, thậm chí là nó vượt qua cả cái đồng BTC. Thì trong vòng 24 giờ mọi người thấy thì cũng không có nhiều những cái sự thay đổi của BTC ha, và hiện tại thì cái số lượng short của BTC thì nó đang chiếm khoảng là short bị thanh lý ha, thì chiếm khoảng tầm là 6-18% cái lượng short bị thanh lý. Thì tiếp đến thì chúng ta cùng xem về biểu đồ chart hiện tại thì ở những thời gian qua mọi người thấy thứ bảy chủ nhật thì thị trường chứng khoán cũng đóng cửa ha, nên mọi người thấy thì giá BTC cũng không có nhiều những sự điều chỉnh, không có nhiều những cái sự điều chỉnh quá lớn, và nó vẫn đi sideways, và mình thấy là cái biên độ của nó thậm chí là hẹp hơn so với lại những quãng thời gian trước ha. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rằng là DSI thì nếu mà chúng ta cùng xem khung ngày đi, thì khi mà nó có dấu hiệu là nó mở phiên ha. Thì hiện tại khung ngày mới mở phiên thì chúng ta cũng chưa có nhiều cái dấu hiệu, nhưng mà chúng ta nếu mà xem khung nhỏ hơn khi mà nó mới mới mở cửa thì mọi người thấy thì nó cũng tạo ra một cái khoảng gap cũng khá là lớn ha, ở cái khu vực khoảng là 109,6 điểm ha. Và ở những thời gian qua thì khi mà DXY nó cũng đã phá những cái vùng đỉnh trước đó của nó rồi, và ở những thời gian ngắn thì chúng ta có thể là xem là không biết DXY thì nó sẽ quay lại nó lấp cái khoảng gap ở khu vực này hay không ha. Nhưng mà ở trong tháng 9 này thì mọi người thấy thì sẽ có rất là nhiều những cái thông tin lớn của thị trường ha, nên mình nghĩ là có thể là ở trong những thời gian ngắn hạn thì có thể nó sẽ quay về nó lấp khoảng gap này, nhưng mà
tiếp đến thì nó sẽ là tiếp tục nó duy trì được cái đà tăng trưởng lên của nó so với là những cái khoảng thời gian trước ha, nên mọi người cần chú ý một cái thông tin như thế này. Hiện tại thì BTC thì hôm nay thì vào sáng thứ hai thì BTC cũng đã đóng là nến tuần. Nến tuần thì trước đó thì mọi người thấy thì cũng đã có hai cái nến tuần là giảm liên tiếp, và hai cái nến tuần đó thì cái áp lực bán rất là mạnh, và thậm chí là chỉ cần hai cái nến tuần thôi mà nó đã rũ bỏ hết những cái nỗ lực của ở những khung tuần của BTC trước đó. Mọi người thấy thì trước đó thì BTC nó có phục hồi lên, phục hồi lên thì cũng mất khá là nhiều những cây nến tuần, rơi vào khoảng là khoảng tầm 6 đến 7 cái nến tuần, 6 đến 7 cái nến tuần phục hồi, nhưng mà chỉ cần là hai cái nến tuần thôi thì nó đã rũ bỏ hết những công sức của những cái nến tuần trước. Thì mọi người hay nói vui rằng là lên là lên thang bộ và xuống là xuống thang máy là như vậy ha. Thì cái tuần vừa rồi là một tuần mọi người thấy thì là một cái tuần sự có một cái sự phục hồi sau khi mà đã BTC đã có hai cái nến tuần giảm liên tiếp ha, và cái tuần vừa rồi phục hồi thì đương nhiên mọi người thấy thì cái mức giá của BTC nó cũng không có những sự phục hồi quá lớn, và nó đóng một cái nến doji ha. Doji mà có nghĩa là doji là cái giá đóng cửa và giá mở cửa của nó thì nó gần với nhau ha, thì có nghĩa là thể hiện cái sự tranh chấp giữa phe mua phe bán, và doji này thì nó lại hình thành một cây râu râu bên trên ha, có nghĩa là nó khi mà nó tăng lên có nghĩa là khi mà BTC phục hồi lên thì lập tức là gặp một cái áp lực bán. Thì mọi người thường thấy là nếu mà chúng ta xem những khung nhỏ thì chúng ta sẽ thấy được rằng là khi BTC nó cứ tăng lên đến cái khu vực khoảng tầm 20.500 ha, là cái râu nến phía trên này ha, râu nến phía trên này thì lập tức là có những áp lực bán rất là mạnh xuống, và nó cũng không có duy trì được quá là lâu ở trên những khu vực này ha. Thì thường thường thì mình sẽ là dùng những chỉ báo là ví dụ như Stoned R ha. Ví dụ như Stoned R thì nếu mà mình dùng những khung khung nhỏ thì mọi người thấy thì Stoned R thì thường thường mình sẽ dùng chỉ báo này, nhưng mà khi mà ở trong một video ha, mọi người thấy thì nếu mà mình dùng khung khi mà chỉ báo Stoned R này thì có thể là nó sẽ là hơi 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 rối mắt ha, nên mình sẽ không có dùng chỉ báo Stoned R mà mình chỉ dùng những cái đường EMA 34 hoặc là những EMA 89 thôi, là một trong những cái đường EMA ở trong Stoned R ha. Thì tùy theo mọi người thôi, có người dùng là SMA ha, cũng có người dùng MA, còn mình thì mình dùng EMA. EMA thì nói chung là những cái đường đường này thì cũng là những cái chỉ báo ha, những cái chỉ báo là lũy thừa thôi, nhưng mà EMA thì nó cái độ gọi là cái độ nhanh nhạy của nó ha, cái độ nhạy của nó thì nó sẽ đến sớm hơn so với lại là những cái đường là SMA ha, hoặc những cái đường MA. Còn EMA thì tùy theo mọi người thôi, có người thì dùng 30, 60, 90 ha, thì cũng có người dùng là 7, 21 đấy, thì mình dùng là 34, 89 ha, tùy theo anh em thôi. Nếu mà em thấy là những cái đường nào ha, những cái đường đường nào thì nó phù hợp với cái hệ thống giao dịch của bản thân mình thì mình áp dụng thôi ha. Còn hiện tại thì mọi người thấy thì nếu mà chúng ta xem ở những khung khung nhỏ ha, ví dụ khung 15 phút ạ, thì đương nhiên là BTC thì hiện tại thì của chúng ta thì nó vẫn đi sideways ở trong cái trend range là từ 20 từ 19.500 cho đến lại 20.000 thôi ha. Và cái vấn đề là sideways này thì mình cũng đã phân tích ở một số video gần đây rồi, thì có khả năng ha, khả năng rất là cao thì mọi người thấy thì cái xu hướng là sideways này của nó thì nó muốn phá vỡ ngay thì cũng chưa được đâu, tại vì mọi người thấy thì trước đó thì cái khu vực sideways của nó là từ cái khu vực là 20.800 cho đến lại là 21.800 ha, thì cái biên độ của nó cũng khoảng tầm là 1.000, thì trước đó thì nó cũng đã gặp một cái áp lực bán rất là mạnh ha. Mọi người thấy thì cái mua mạnh của nó rất mua mạnh bán ha, mạnh của nó rất là lớn, và sau đó thì nó cũng sideways ở trong cái biên độ khoảng tầm là 1.000 đúng không, nhưng mà cái khu vực này thì sideways nó không sẽ không có giữ được lâu ha, tại vì là nó vẫn gặp một áp lực bán rất là mạnh của nó thời gian trước. Còn cái khu vực này thì nó đã cái bối cảnh của nó cũng là một bối cảnh giảm ha, nhưng mà cái áp lực bán của nó đã thấp hơn rất là nhiều so với lại những khoảng thời gian trước rồi ha, thấp hơn rất là nhiều, và cái mức giá khoảng tầm 20.000 cũng sẽ là một cái vùng quan trọng của BTC. Thì mình theo như là kinh nghiệm của mình ha, thì BTC có khả năng thì nó sẽ vẫn giữ ở trong cái khu vực sideways này, và nó muốn phá vỡ ha, thì mình nghĩ là nó cũng chưa phá vỡ được liền đâu, tại vì thứ nhất là được rằng là cái áp lực bán của nó cũng đã giảm hơn rất là nhiều so với lại những thời gian trước rồi, và từ giờ đến tháng 9 ha, từ giờ đến tháng 9 thì mọi người thấy thì trong tháng 9 này thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái thông tin lớn của thị trường, ví dụ như là khoảng tầm ngày 6 ha, thì cái bản nâng cấp Bellatrix của Ethereum thì chúng ta cùng quan sát thêm là ngày 6 tháng 9 này thì thị trường sẽ có những cái sự phản ánh cái sự là biến động nào hay không ha. Và mình thấy là đến ngày khoảng tận là ngày 13 ha. Ngày 13 thì sẽ là công bố cái chỉ số CPI, chỉ số tiêu dùng, nên ngày 13 thì cũng khoảng tầm một tuần nữa ha. Một tuần nữa thì chúng ta mới có những cái thông tin lớn của thị trường.
và ở đến những ngày tiếp theo thì cũng như là phép công bố là lãi suất hay cũng như là cái vụ trả coin của sàn MTGOT ha, và ví dụ như một số thông tin cũng quan trọng của bên ADA, cái bản head fork và seal nữa, thì chúng ta có khoảng tầm 1 tuần nữa thì mới đến là cái chỉ số CPI, là cái chỉ số tiêu dùng của Mỹ được công bố, nên mình nghĩ là có khả năng cao ha, thì vài ngày nữa thì BTC vẫn sẽ duy trì ở trong cái biên độ sideways này. Và nếu mà chúng ta xem ở những cái khung nhỏ, ví dụ khung 15 phút thì mọi người thấy, thì nếu mà khung 15 phút đi, thì hiện tại thì cái đường giá của nó ha, cái đường giá của nó thì nó cũng trong những khung ngắn hạn thôi, có thể là cái đường giá của nó thì nó cũng đang có những cái xu hướng gọi là nó tăng lên đúng không? Tăng có nghĩa là cái đường giá của nó nằm trên những cái đường EMA, thì trong những khung ngắn hạn thì cái đường giá của nó thì nó cũng đang có muốn dấu hiệu là tăng lên ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem ở những cái khung H1 đi, khung H1 thì mọi người thấy thì cái đường giá của nó ha, thì cũng hiện tại thì nó cũng đang đang là đã có nghĩa là nó đang nằm trong cái đường EMA 34 cũng như là EMA 89 ha, và nó kiểu như là nó đi sideways ha. Thì khi mà cái đường giá nằm trong những cái đường EMA ha, là như thế này ha, thì thị trường sideways, và nếu mà thị trường sideways thì có thể là chúng ta sẽ khó đánh hơn bình thường đúng không? Thì nếu mà cái tín hiệu này nó chưa rõ ràng thì anh em chơi ở những cái mốc rõ ràng của thị trường, ví dụ như là khi mà cái đường giá nó chạm về gần dưới cái biên giới của trend ha, hoặc là biên trên của trend ren, thì biên dưới của trend ren là 19.500 và biên trên là 20.500 ha, thì anh em có thể là chơi ở những cái vùng mà có những cái tín hiệu rõ ràng của thị trường. Còn hiện tại mọi người thấy thì nếu mà chúng ta xem ở những khung M5 hoặc là những khung M1 thì cái đường giá của nó thì nó cũng đang đi sideways đúng không? Đang đi sideways có nghĩa là cái tín hiệu của nó thì cứ lên xuống và đa phần thì nó nằm ở trong những cái đường EMA như thế này thì nó chưa rõ ràng ha. Còn nếu mà chúng ta xem những khung M4 ha. M4 thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tín hiệu giảm của nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều so với lại những cái khung nhỏ, ví dụ như khung M15, khung 30 hoặc là những khung M1 ha. Khung M4 hiện tại mọi người thấy thì cái đường EMA 34 ha, thì cái đường giá của nó thì nó vẫn nằm dưới EMA 34 thôi, mà ở trước đó thì khi mà nó có dấu hiệu là nó chạm lên cái đường EMA 34 này thì sau đó thì nó cũng có một áp lực bán ha, và nó cũng thấy thì nó cắt xa ra ha, và sau đó thì nó cũng có những tín hiệu mà hồi lên ha, hồi lên là ở cái vùng là 20.500 ha, 20.500 này thì mọi người thấy thì khi mà nó chạm đến cái đường EMA 34 ha, thì hiện tại thì nó cũng đang có những sự phản ứng giá, và mọi người thấy thì ở những thời gian qua, ở những cái một số những ngày gần đây ấy, thì mình thấy là cái cũng có thể là ngày cũng có thể là những ngày nghỉ ha, cũng có thể là thị trường chứng khoán thì đóng cửa, nên mình thấy là cái đường giá của nó thì nó thậm chí là nó còn nằm dưới cả cái đường EMA 34, và nó chưa có nghĩa là nó chưa hồi được lên cái vùng đỉnh của nó, là cái vùng đồng vùng đỉnh vừa của nó mà vừa tạo ra ha, là cái vùng khoảng tầm 20.500 ha. Còn đương nhiên là nếu mà chúng ta xem khung nhỏ thì có thể là nó sẽ có những cái dấu hiệu kiểu như là bị nhiễu ha, và khi mà BTC nó vẫn duy trì ở đông trong cái đà sideways như thế này thì đương nhiên anh em sẽ phải là có những cách chơi khác so với lại là BTC có những cái sự biến động ha, và khi mà thời gian qua thì nói chung là BTC nó vẫn đi trong cái trend này thôi, thì nếu mà anh em có những cái tín hiệu chơi rõ ràng thì anh em có thể là lo hoặc short ở trong khi mà BTC chạm đến những cái biên trên hoặc biên dưới ở trên trend, hoặc là chạm đến những cái vùng EMA ha, thì khi mà thị trường sideways thì đương nhiên là tín hiệu của nó sẽ không rõ ràng và anh em sẽ có ít kẹp hơn ha. Còn đối với lại bản thân mình thì mình đương nhiên là mình vẫn nắm giữ stablecoin, thì đa phần là stablecoin rồi, thì chủ yếu là mình sẽ là dành một số vốn rất là nhỏ thôi, thì mình sẽ là sổ số một số những cái đồng coin ha. Thì những đồng coin thời gian vừa qua thì những đồng nào sổ số thì mình cũng đã nhắn lên trên Telegram cho mọi người ha. Thì hiện tại thì mình thấy là có khả năng ha, ở những thời gian sắp tới thì nói chung là chúng ta cũng vẫn cùng quan sát thị trường thôi, tại vì tháng 9 này á, thì nếu mà chúng ta so sánh lại với lại những tháng 9 của những năm trước thì tháng 9 là một tháng là BTC có những cái sự điều chỉnh ha, là một tháng đỏ ha. Còn tháng này thì đương nhiên là chúng ta sẽ không có biết chắc chắn được rằng là thị trường tháng 9 này nó có đỏ hay không, nhưng mà những tháng 9 của những năm trước đều đỏ ha, và tháng 9 này thì người thấy thì sẽ có rất là nhiều những cái thông tin quan trọng của thị trường, nên mình thấy là cái xu hiện tại của thị trường thì nó chưa rõ ràng, với bản thân của mình thì mình vẫn đứng ngoài thị trường mình quan sát thôi nha. Thì những cái vấn đề nào quan trọng thì mình sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều ở trong những video ha, tại vì thị trường này thì luôn có những người mới vào, và những người mới thì đương nhiên là khi mà anh em mà mới tiếp cận đến thị trường thì nhìn đâu cũng thấy là những kiến thức mới đúng không, thì những cái vấn đề nào quan trọng thì mình sẽ là nhắc đi nhắc lại ở trong những video ha. Còn với một số những đồng top coin ví dụ như là BNB đi,
VNB thì thời gian qua thì mình thấy là nó cũng giữ được một cái kênh giá khá là tốt ha. Thì trước đó thì cái xu hướng tăng của nó cũng khá bền vững so với lại BTC đúng không? Và BNB thời gian qua thì nó cũng tạo đỉnh ở cái mức khoảng là 336 đô. Và trước đó thì BNB cũng tạo ra cái vùng đáy của nó ở cái mức là 180 đô. Thì thời gian đó thì thị trường có những sự điều chỉnh ha, cũng như là cũng có một số những thông tin phút đến từ là cái việc là SEC ha. Thì họ đang điều tra xem là Binance, sàn Binance ha. Và ở thời gian như 2017 thì họ điều tra xem là cái vòng gọi vốn ISO thì có phải là bán theo cái hình thức mà chứng khoán thông qua là chưa đăng ký hay không ha. Thì thời gian đó thì người thấy thì cái đồng BNB này thì có những cái sự điều chỉnh giá rất lớn ha. Và thời gian qua thì khi mà BNB cũng tạm định ở cái mức khoảng là 336 đô ha. Và hiện tại thì khi mà thời gian qua BTC điều chỉnh đi thì mình thấy là BNB thì nó vẫn giữ được một cái kênh kênh giá khá là tốt ha. Thì nếu mà anh em nào bạn đã nắm giữ BNB rồi thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể là chốt lời một phần vốn của chúng ta ha. Khi mà thời gian qua thì nếu mà chúng ta đã bắt được BNB ở những cái vùng giá ví dụ như là dưới 200 đô ha. Còn hiện tại thì mọi người thấy thì xu hướng của BTC vẫn chưa rõ ràng. Nên chúng ta nếu mà chúng ta là đương nhiên là ví dụ như anh em mà muốn nắm giữ BNB thời gian dài cũng được ha. Hoặc là nếu mà chúng ta an toàn thì chúng ta có thể là cash out một phần vốn ra khi mà thị trường BTC thì nó vẫn chưa có những tín hiệu rõ ràng. Còn đối với là Ethereum Ethereum ha. Ethereum thì mọi người thấy thì thời gian qua thì nó cũng có những sự điều chỉnh rất là lớn rồi. Và ở cái vùng là 1.700 ha, sẽ là một cái vùng có một cái áp lực bán rất là mạnh của Ethereum ha. Và thời gian qua thì mọi người thấy thì Ethereum thì nó cũng tạo ra cái mô hình vai đầu vai ha. Tạo ra một cái mô hình vai đầu vai và cái vùng neckline của nó ha, là cũng là cái vùng là 1.700. À, khoảng là 1.200 ha. 1.200 thì cũng trùng với cái vùng mà mình thấy là ở trên footprint á, thì sẽ có một cái áp lực bán rất là mạnh khu vực này. Và mọi người thấy thì thời gian qua thì khi mà Ethereum tăng lên đến cái vùng 1.700 đến 1.720 đô ha, thì là gặp một cái áp lực bán rất là lớn ha. Bằng chứng là mọi người thấy ở khu vực này ha, cây cột bán của ở trong những cái khung khung ngày ha, khung bốn của Ethereum ở khu vực này thì nó rất là mạnh. Còn hiện tại thì mình thấy thì ở những thời gian tới thì cũng có những cái thuyết âm mưu ha, ví dụ như là khi mà người ta thường nói là mua tin đồn hoặc bán tin thật, thì nếu mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua những cái đồng coin ở những cái khoảng thời gian khi mà thị trường đang có những cái thông tin xảy ra ha. Ví dụ như trước đó thì mình thấy thì Ethereum thì cũng công bố cái bản cập nhật robust đúng không, thì lúc đó thì Ethereum có những đà tăng trưởng rất là mạnh. Thì còn đến và hiện tại thì chúng ta cũng dần bước đến những khoảng thời gian khi mà cái bản cập nhật đã mất hiện thành ha, thì có thể là những khoảng thời gian này nếu mà theo thuyết âm mưu thì có thể là những khoảng thời gian này thì những cái tay to, những nhà cái thì họ sẽ xả Ethereum ra. Thì cái thuyết âm mưu này thì có đúng hay không thì chúng ta cùng quan sát ha. Nhưng mà thời gian qua thì mọi người thấy thì khi mà Ethereum chạm đến cái vùng 2.000 ấy, hoặc là những cái khu vực quan trọng như là 1.700 ấy, thì Ethereum gặp một cái lực bán rất là mạnh ha. Nên mình nghĩ là những khoảng thời gian này thì vẫn chưa phải là một cái mức giá quá là tốt để chúng ta có thể là gom Ethereum trong ngắn hạn. Nếu mà an toàn thì chúng ta vẫn có thể là quan sát nè. Còn những anh em nào mà có niềm tin vào Ethereum thì chúng ta cũng có thể là gom dần dần ha, cũng không có vấn đề gì. Còn một số những đồng altcoin còn lại thì mình thấy là hiện tại thì nói chung là thị trường thì cái spotlight là cái sự nổi bật của thị trường thì vẫn đang dồn về cái sự chú ý của những cái đồng gọi là fan token thôi. Và fan token thì đương nhiên mọi người thấy thì nó vẫn giữ được cái đặc cân giá tăng của nó ha, cân giá tăng của nó. Ví dụ như cái đồng con nền tảng là cái đồng CZ, con nền tảng của bên mảng fan token là CZ của nó thì nó vẫn duy trì được là tăng và nó cũng không có bị giảm quá là lớn ha. Cũng như là một số những cái đồng fan token mà nhận được cái sự chú ý của cộng đồng ví dụ như là Mansty ha, hoặc BSC, ICM gì đó, những cái đồng đó đó thì mình thấy là một số những đồng fan token thì nó cũng đã có dấu hiệu là nó bay quá là mạnh ở trong những thời gian qua rồi. Thì ở từ giờ đến cuối năm thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện về thể thao đúng không? Thể thao thì mình nghĩ là nó vẫn còn có những cái đà tăng, nhưng mà trong ngắn hạn thì nếu mà ở những cái vùng giá như thế này thì có thể nó đã bay quá là mạnh rồi. Bay quá là mạnh đi thì có thể là anh em có thể là sẽ là kiên nhẫn với thị trường để chọn cái vùng entry hợp lý cũng thì cũng có được ha. Nhưng mà mình nghĩ là từ giờ đến cuối năm thì nó sẽ còn vài những cái đợt bay mạnh nữa. Thì hiện tại thì nói chung là mình thấy là BTC thì nó vẫn đi sideways trong cái kênh giá từ 19.000 500 cho đến lại 20.000 thôi, và có khả năng thì cái xu hướng sideways của nó sẽ tiếp diễn ở trong một số ngày nữa ha, chứ nó
muốn nếu mà để muốn là nó ra khỏi cái xu hướng này thì mình nghĩ là sẽ ít khả năng hơn là nó xoay vẫn xoay quay tiếp tục ha. Và khi mà thị trường ở những thời gian tới sẽ có một số thông tin lớn thị trường ha, và mình thấy là cái xu hướng của nó thì đương nhiên là cái xu hướng bán của nó sẽ mạnh hơn ha, thì mình đang nghiêng về một cái là vấn đề là BTC có thể nó sẽ về lại cái đáy cũ hoặc là có thể nó tạo ra những cái đáy mới luôn. Thì cái kế hoạch này thì không biết rằng là nó về hay không, nhưng mà với bản thân của mình thì mình vẫn đứng chọn ở cái vị thế là quan sát thị trường thôi ha. Thời gian qua mọi người thấy thì cũng có một số anh em là dự báo là lên hoặc dự báo là xuống như thế nào ha, thì mọi người thấy thì ở đó là chỉ là những cái sự dự báo thôi ha. Và hiện tại thì nói chung là thị trường thì cả kịch bản của nó vẫn đang mạnh hơn, thì có thể nó sẽ tạo đáy ha, có thể nó lên hoặc nó xuống thì chúng ta không biết được rằng ha, không biết được chắc chắn, nhưng mà trong những xu hướng ngắn hạn thì có thể là BTC vẫn sẽ sideways ha, và mình đang thiên về cái xu hướng là có thể nó sẽ là flat đúng ngắn hạn ha, cũng có thể flat đúng. Thì nếu mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như đăng ký kênh hoặc bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường ha. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì thì có thể là comment ở phía dưới video ha, hoặc có thể là tham gia vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả ha. Thì khi mà anh em vào Telegram em có thắc mắc gì thì mình cũng sẽ là sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau ha. Cảm ơn mọi người.